lại gần hôm qua. Hãy em đến trời ơi. Gần 10 phút mà bản thân em mong đã quay cùng với anh em ekip của HMC 2 ngày 2 đêm. Có một cảnh quay chúng ta xem 3 đến 10 giây trên màn hình là khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Anh em đổ mồ hôi. Cô mong vô cùng xúc động và rất là biết ơn. Gần 10 phút thì không thể nào mà kể hết được những cái khó khăn mà Mông đã đi qua. Video này không phải là để kể công, không phải là để kể khó khăn, mà video này mong cùng với anh em ekip muốn truyền một nguồn năng lượng tích cực đến với tất cả anh chị em của Thanh Mong Phật Ma nói riêng và của tất cả những người đang đồng hành cùng với Mong nói chung. Có nhiều ứng phó thương hiệu mới nói rằng là nếu như không tổ chức chương trình này, không tổ chức chương trình kia thì mọi người không phát triển được. Tổ chức thì mọi người lại nói là kích thích công hàng. Đấy là một điều thực sự là biện minh. Tổ chức thì công ty vẫn phải tổ chức. Đấy là quyền và nghĩa vụ. Công ty phải tổ chức để giúp đỡ anh em hệ thống phát triển. Đấy là nghĩa vụ. Nhưng không được, và bản thân em mong thì nghĩ rằng đấy không, chúng ta, công ty ấy có nghĩa vụ tổ chức chương trình nhưng không được phép ép mọi người nhập doanh số, ép mọi người ôm hàng, sau đó mọi người không kinh doanh được, không bán được, phủ trách nhiệm, thì đó là những người làm ăn không có trách nhiệm. Còn ở Thanh Long Phong Ma, tổ chức bất cứ một chương trình nào không bao giờ bắt mọi người phải ôm hàng. Ngày hôm nay em mong rất là cảm ơn. Lời cảm ơn đầu tiên con xin gửi đến bố mẹ, đến chú thím, đến tất cả anh chị em gia đình đã luôn đồng hành ủng hộ và tiếp thêm năng lượng cho con. Lời cảm ơn thứ hai xin gửi đến người chồng thân yêu đã cùng Mong vượt qua rất nhiều khó khăn và sóng gió, và một lời cảm ơn rất là chân thành đến tất cả anh chị em đang ngồi ở đây, các anh chị em đang xem qua live stream, tất cả hệ thống của Thanh Mong và các đối tác của Mong, mọi người đã luôn tin tưởng Mong Lê Thanh, chưa bao giờ Mong hứa, nhưng ngày hôm nay đứng ở vị trí này, đứng ở nơi và là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, Mong tự tin hứa rằng tất cả những ai đi cùng Mong Lê Thanh, mọi người cố gắng thì đều được đền đáp xứng đáng, và Mong Lê Thanh sẽ bảo vệ cũng như đồng hành với mọi người tới cùng. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Một lần nữa Mong xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người. Yes, it's very nice to see you all, and thank you too for enjoying HMC Cosmetics. I highly appreciate that HMC Cosmetics factory is one of the GMP standards factories. More prominent and enhance the brand value of the factory in the field of cosmetic processing in Vietnam market. Thank you very much. I'm sorry.
nhau.